Rồi, ok. Như vậy thì danh sách của thầy thì các bạn sẽ bắt đầu sử dụng một cái công cụ này. Giả sử thầy có danh sách đây và các bạn vô, các bạn tạo new, các bạn tạo một cái Google Sheet. Các bạn tạo Google Sheet. Như vậy bạn tạo mới Google Sheet ra và bạn sẽ nhập email vô. Đây là cái Google Sheet mà tạo ra xong rồi, tại vì thầy tạo trước. Rồi các bạn đặt tên cái này thì cái gì cũng được cả. Bạn để là email marketing hay là Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Huệ gì đó tùy các bạn. Miễn làm sao để các bạn nhớ là được, nó không ảnh hưởng đến cái chiến dịch của mình. Rồi chỗ này email, tên, subject, rồi message. Như vậy thì cái này cũng tùy các bạn luôn. Các bạn muốn đặt ở cột nào là tùy. Còn thầy là thầy đặt ở đây cột đầu tiên là email, cột thứ hai là tên, cột thứ ba là subject, cột thứ tư là message. Như vậy là mình có tổng cộng là bốn cột như thế. Được chưa nào? Và nhiệm vụ tiếp theo của mình là các bạn sẽ viết code. Viết code cho cái đoạn này để cho nó chạy. Như vậy thì thầy đã viết rồi. Và các bạn sẽ chọn vô phần tool, các bạn chọn script edit thì nó ra ở đây. Và tí nữa thầy sẽ chuyển cho các bạn cái đoạn code này, các bạn copy vô thôi. Không cần viết gì cả. Thầy chỉ giải thích cho các bạn là gì. Trong này nó sẽ nói là mình bắt đầu từ dòng thứ mấy, à dòng thứ hai, và bao nhiêu dòng. Lý do là thầy bắt đầu từ dòng thứ hai vì dòng thứ nhất là thầy để tiêu đề rồi. Nếu mà mình để cái này mà nó, cái này nó lấy nó gửi mail là nó báo lỗi, cho nên mình lấy bắt đầu từ dòng thứ hai trở đi. Rồi data range giống như là cái file Excel của các bạn á, khi các bạn chọn một cái ô thì nó sẽ báo là từ ô bao nhiêu đến ô bao nhiêu, góc trên bên trái cho đến góc dưới bên phải, nhớ không? Mình học Excel là mình biết rồi, là cái mảng á là từ một góc này là ô bao nhiêu đến góc này là ô bao nhiêu, đó là một cái vùng là range. Như vậy thì nó nói là cái dữ liệu mà mình cần lấy là từ đâu. Từ dòng đầu tiên là dòng 2 là mình định nghĩa ở trên, và cột 1 tức là cột A đó, đến dòng thứ là số dòng là num round là mình lấy 25 dòng, và cột thứ mấy, cột thứ tư. Như vậy là mình lấy cái mảng này nè, ý của nó mình nói là mình sẽ lấy cái mảng từ đây cho đến đây á. Chỗ này là mình giới thiệu cho cái đoạn code này nó biết là cái vùng dữ liệu mình sẽ làm việc. Rồi tiếp tục data là mình lấy giá trị dữ liệu từ cái vùng của mình. Rồi bắt đầu for y chạy từ 1 cho đến data, tức là mình có bao nhiêu dữ liệu thì mình lấy bấy nhiêu lần. Record, record là gì các bạn? Là một bản ghi, tức là một khách hàng á. Một khách hàng mình lấy một lần, ví dụ y nó bằng 2, lúc đầu y mình cho là chạy từ dòng 2 nè, y bằng 2 tức là mình lấy khách hàng ở dòng thứ hai, và email thì trong mỗi lượt khách hàng này nè, nó sẽ hình dung đây là một bản ghi là record, và cái cột A này cái chữ là bình TQ7 này nè, nó là record mở ngoặc vuông không đóng ngoặc vuông, tức là nó đánh chỉ một là như thế. Còn cái chữ bình 1 là record mở ngoặc vuông 1. Tương tự cái này là 2, cái này là 3. Như vậy đánh chỉ một bên này để mình làm gì? Ví dụ mình muốn lấy địa chỉ email, có phải là mình địa chỉ email sẽ bằng record mở ngoặc không. Như vậy cái dòng này nó sẽ lấy được địa chỉ email của cái người mà nó đang đọc. Hiểu được chỗ này không? Ví dụ
nó đọc người đầu tiên thì chỗ này là record, và nó lấy record không, tức là nó đang copy cái bình TQ7 này để nó gán cho email. Tương tự như vậy, substrate thầy đang để đâu? Thầy đang để ở đây. Substrate, đây là 0, đây là 1, đây là 2, thì nó là record 2. Được chưa? Rồi tiếp tục nội dung. Cái này nó giống Excel nè. Cộng chuỗi. Rồi, nháy kép. Chào bạn, cách ra cái cộng với record 1. Record 1 của thầy là gì? Là cái tên. Lúc nãy các bạn nhận mail đó, các bạn thấy là chào bạn là tên của mình. Ai nhận là tên người đó. Rồi, cộng với cái dấu chấm than. Và cách ra cái record 3 là cái nội dung mà mình muốn gửi đến khách hàng, là cái message này. Như vậy khi mình gửi mail, mình sẽ dùng cái hàm này. Lấy địa chỉ là ở đây, mới lấy ở trên. Substrate là mới lấy ở trên. Message mới lấy ở trên. Và cái hàm này nó sẽ gửi mail cho chúng ta. Được chưa? Và chỉ cần mình click chuột một cái là bây giờ hộp thư của các bạn lại nhận được một mail khác rồi đó. Lý do tại sao nó báo lỗi? Tại vì nó nói là quá nhiều cho một ngày. Mình gửi hoài, tự chịu giờ thì gửi hoài. Và rồi trong cái đoạn code mà thầy chuyển cho các bạn đó, thì ở chỗ message. Thôi thôi chú ý đi. Chú ý tí xíu đi. Trong đoạn code á, thì cái chỗ message này hồi nãy thầy ghi nó dài hơn, nhưng bây giờ thầy để là record 3 thôi. Thì nếu như các bạn để record 3 không á, thì nó sẽ chỉ có gửi được cái chữ này, chứ nó không có chào gì hết trơn á. Thì chú ý để mà xem lại chữ chào. Ok. Rồi, và cái mà bạn sẽ nhận được một cái mail đó, nó là chào ai đó, tên, và cái này là nội dung các bạn xem. Và cái này nó chỉ cho các bạn là xem test nhé. Còn nếu như các bạn muốn gửi email mà bằng media, multimedia, tức là có hình ảnh, có âm thanh được trong đó, thì chúng ta sẽ dùng một cái công cụ khác. Tìm hiểu thêm tí nữa giới thiệu sau. Ok.